Xin chào quý vị và các bạn. Rất là vui khi ngày hôm nay bản thân tôi được gặp lại quý vị và các bạn để cùng nhau chia sẻ thảo luận những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay bản thân tôi muốn gặp lại quý vị và các bạn để chia sẻ về việc đi xe đạp một bánh, câu chuyện cực kỳ ngộ nghĩnh, vui nhộn. Chúng ta thấy rằng việc đi xe đạp một bánh có thể đạt đoạn đường tối đa là bao nhiêu km? Câu hỏi luôn đặt ra đối với tất cả mọi người. Vậy bạn có đoán được không? Chúng ta thấy rằng 5.219 km là thành tích của anh chàng Akira Matsuhima, người Nhật Bản. Anh ta khởi hành từ Newport, bang Oregon, Mỹ ngày 10 tháng 7 tới thủ đô Washington ngày 22 tháng 8 năm 1992. Còn nói đến khi cả kheo anh chàng Ropowen đã đi từ Los Angeles, bang California đến Bowen từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 21 tháng 6 năm 1980, vượt qua đoạn đường dài 4.916 km bằng 2 cây khà cà kheo. Sự chia sẻ của tôi với các bạn về sự đặc biệt trong cuộc sống đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt các bạn.